Tín tâm của thần Phật là niệm chân quý nhất của một con người, không chỉ giúp người ta duy trì ước thúc đạo đức, tín tâm ấy còn có thể giúp người ta tìm được ý nghĩa nhân sinh và cả những điều kỳ diệu. Cù Loan, một người có tín tâm hướng Phật qua mấy chục năm, mặc dù trải qua vô số khổ nạn và bệnh tật tưởng chừng như bế tắc, cô đã tìm được con đường giúp cho cô giải trừ dần những khổ đau về bệnh tật, gia đình, lợi lạc và tín niệm vào thần Phật của cô càng không thể lay chuyển. Tên tôi là Trần Thị Loan, chú quán thôn Tiền Định, phường Cộng Hòa, thị xã Di Linh, tỉnh Hải Dương. Tôi thì sinh ra thì từ lúc nhỏ thì nghiệp bệnh, từ lúc mà tôi lên 7 đến 8 đến 9 đến 10 tuổi thì nghiệp bệnh tôi rất là khổ. Nghiệp bệnh của tôi đỏ đến rất nhiều, chứ phải nói rằng là bệnh thì bệnh tiền đình này, thoái hóa này, rồi thì là thiểu năng tuần hoàn, là tức là thần kinh ngoại viên tuần hoàn não này, rồi thì là suy nhược thần kinh này, rồi tim này, gan này, rồi thận này, rồi khớp này, khớp lặng đấy, rồi thoái hóa lưng này, rồi chân rồi tay, tức là nói chung là chỗ nào cũng có bệnh. Nó rất là khổ, nghiệp bệnh nó nặng lắm, nặng không có lói lỏi, nó mệt, nó cứ thiếp đi, tả giờ mà tả thì nó tả nó không cách nào tả lỏi được hết cái khổ của tôi đâu. Bệnh tật của tôi thì tôi nghĩ rằng là nó là do cái nghiệp của tôi ấy. Cái nghiệp của tôi kiếp trước, rằng kiếp này tôi phải đền trả đây, thì nhưng mà Đức Phật còn cho tôi có cái thân này để mà đền trả. Tôi đi chữa khắp cả Đông Tây Nam Bắc, Tây Y, Nam Y, Đông Y, tất cả không khỏi. Thì gia đình thì nhà chồng thì mẹ thì lại là đồng hầu tiên thánh, thì bà cụ mới bảo tôi là đi trình đồng bảo phủ mới đi tiên thánh, thì tôi lại cũng đi một thời gian nó dài đằng đẵng, từ năm 24 tuổi mà đến năm tôi 49 tuổi tôi đi hầu tiên thánh thì đủ các loại, không nhưng mà bệnh nghiệp vẫn thế. Tí ông thầy thì phải đến 26 ông thầy Lam và Bắc, 26 ông thầy rồi mà nghiệp bệnh vẫn thế, thì đến năm 49 tuổi thì tôi mới thấy hội Phật giáo này rất là hưng thịnh, thì tôi mới về chùa để quy y và niệm Phật. Thì quy y niệm Phật thì thầy chùa rất là tốt, phải nói rằng rất là quý hóa, mà các quý bạn rất là quý nhau và mến nhau, cảm thấy rất là hưng phấn. Đến chùa tôi cứ làm ở chùa, nhiều hôm tôi cứ làm đến 5 ngày, tôi làm cả 5 ngày tôi không dậy. Nhưng mà tôi vẫn cứ đi, rồi vì tôi ham tu lắm, tôi thích tu lắm. Thế đến khi mà cứ như thế mãi thôi, tôi mới nghĩ bảo nhà cứ xem mạng xem là may có cái pháp gì hơn không nhỉ, lại cứ tự nghĩ như thế. Thì mở mạng ra xem thì lại có nói là pháp luyện người thì pháp luân công, thì tôi mới nghĩ bảo ôi hay nhỉ, mình có lẽ mình phải học cái pháp này thôi. Tôi gọi điện cho cô bạn là bạn ơi, thế bạn học luân công thế nào, làm nào khỏe nhỉ, bạn nghỉ bạn giúp tôi mới. Thế thì bạn ấy bảo là chị lên đây, bảo tôi không lên được nữa rồi, bởi vì giờ tôi mệt lắm, tôi ở nhà tôi không dậy được. Thì bạn đó mang cho tôi một quyển là tức là tinh tấn nhiễu chỉ và chuyển pháp luân hai, thì tôi đọc xong rồi đọc được hôm trước, thì hôm sau thân thể rất nhẹ nhàng, nhưng nó kỳ diệu nhé. Nhẹ nhàng thì tôi bảo là quá gì, làm sao này tịnh hóa thân thể thì mình cũng hiểu rồi, nhưng mà không biết tịnh thế nào ấy nhỉ. Thế gọi bạn xuống, bạn vẫn chị em vẫn lắm, em xuống được. Thế tôi hôm sau tôi mới dậy, tôi mới lên, cố dậy được lên. Nên nơi thì bạn dạy tôi tập, thì tôi mới bảo tập thế này tôi chả biết tập thế nào cả. Thì bạn mới tặng tôi quyển chuyển pháp luân. Thế là tôi miệt mài và tôi học say lắm, tôi học ngày học đêm cơ. Tôi thấy là bệnh tôi nó tự dưng nó tiêu đâu ấy, tôi ngủ được 15 tôi không ngủ được nhé, tôi chỉ ngồi tôi ôm chăn mà tôi không nói mấy người biết. Thế mà 15 rồi, bây giờ tôi ngủ được một đêm 2 tiếng, 3 tiếng. Không mấy đêm vừa rồi tôi ngủ 4 tiếng. Tôi chưa thấy bao giờ vi diệu như thế này. Thật là pháp luân đại pháp cứu đời của tôi đấy, phải nói là vi diệu chưa từng có. Tôi là cõi chết trở về tôi được như thế này rồi, thì gia đình phấn khởi lắm, cả nhà con cái rất là ủng hộ. Con tôi ấy trước kia ấy cứ phải đưa thì 3 triệu, đưa thì 5 triệu hàng tháng, đưa thì 2 triệu tập trung vào để đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng giờ 18 tháng nay không còn đứa nào mất 1.000 nào nữa cả. Nhà tôi, cô con gái nhà tôi bị bệnh rất là nặng. Thế nhưng mà bây giờ tôi giáo hóa, cô ấy học được rồi, lúc đầu cô không học. Thì cái lúc giờ người tôi nó gần như là liệt rồi, thì tôi đi khám bác sĩ cái lúc giờ đo huyết áp chỉ còn lại tụt, chỉ còn có 50/80. Mà người tôi cái lúc giờ gần như là bò rồi. Thế thì tôi nghĩ là tôi liệt mà tôi làm là kéo là chết, đến lúc chết. Thì tôi cũng không có xác định là tôi nghĩ được là khỏe còn được nhanh chóng như thế này bây giờ. Thế là tôi đi khám hết các bệnh viện này, các thầy tiêm rồi châm cứu rồi lọ kia, uống thuốc men hết, không còn thì chỗ nào.
thì về tôi tuyệt vọng lắm, tôi bảo là mẹ tôi thế này thì con chết, thế mẹ tôi mới có đưa quyển pháp luân công. Mẹ tôi bảo là con cứ học cái này đi là khác, khỏi chỉ muốn bây giờ không có cái gì khỏi ngoài cái này, cái pháp môn này. Thì tôi nghĩ tôi bảo là làm gì mà có cái pháp môn gì mà diệu kỳ. Trước mẹ tôi cũng đưa các bạn, quý bạn đến đây tập rất nhiều, nhưng cái lúc tôi chống đối hàng lắm. Tôi bảo là mẹ học con không học, con bây giờ con phải làm ăn cũng không đi học. Tôi nghĩ là nó quá là bình thường, nên tôi sơ ý tôi không chuyên tu về cái môn này, cho nên tôi không nghĩ là nó là bây giờ lại kiểu diệu kỳ đến mức độ như thế. Mà tôi nghĩ nếu mà tôi mà không đi theo pháp môn của sư phụ thì bây giờ là tôi liệt hẳn một nửa người, mà thậm chí là bây giờ nằm liệt một chỗ, không có đứng dậy đi được lại như giờ nữa. Thế mà giờ tôi đi lại bình thường, hoàn chỉnh, có cái là việc nhà tôi vẫn làm được hết rồi, nhưng tôi chưa đi làm việc lại như những người bình thường đâu. Như thế là tôi cảm thấy là tôi rất là mãn nguyện, và tôi cũng rất là thích cái pháp môn này. Tu luyện chân chính không nhằm mục đích chữa bệnh, mà trong tu luyện có một cơ chế được gọi là tịnh hóa thân thể, giúp người ta trị bệnh khỏe thân, tâm thái bình hòa, cuộc sống an lạc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu đề cao tâm tính đạo đức theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Đó là cơ sở quan trọng nhất để người ta có thể đạt được kết quả tốt trong tu luyện.